Hà Nội cho rằng các tổ chức cá nhân tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo là thiếu thiện chí, lợi dụng chống phá, ngăn cản Việt Nam đại diện cho ASEAN ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trả lời Đài cho tự do hôm 30 tháng 9 từ Đức Quốc, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, một cựu tù chính trị cho biết. Việt Nam trong những khoảng 4 năm trở đây ấy, thì cái việc họ bắt giữ những người bất đồng chính kiến khi mà họ thực hiện được quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí thì rất là nhiều. Cái thằng trăm người đã bị bắt, đang bị cầm tù, và việc những người đó họ chỉ thể hiện được quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình ấy, để vạch rõ những cái sai phạm của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong vấn đề ví dụ tham nhũng, rồi vi phạm nhân quyền, rồi các cái vấn đề bất cập xã hội khác, chứ không có một người nào mà họ chống đối cả. Tất cả những gì đó nó nêu những vấn đề bình thường của xã hội Việt Nam, và những cái điều đó hoàn toàn đúng sự thật, và phần lớn người ta chỉ nêu lại, bình luận, phân tích những cái vấn đề mà đã được báo chí của nhà nước Cộng sản nêu lên trên thôi, chứ họ không có những thông tin ở đâu đó hay là những thông tin không chính xác mà nói về nhà nước Cộng sản Việt Nam đó. Theo luật sư Đài, Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền là một sự sắp xếp, dàn xếp của các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho nên chắc chắn họ sẽ trúng cử. Vì khu vực châu Á chỉ đưa ra đủ số ứng cử viên tham gia Hội đồng Nhân quyền, họ không đưa ra số dư, cho nên việc Việt Nam được vào Hội đồng Nhân quyền là gần như chắc chắn, dù số phiếu không được cao như năm 2014. Khi đó Việt Nam được số phiếu gần như cao nhất. Năm nay, luật sư Đài cho rằng Việt Nam sẽ có vừa đủ số phiếu để trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, Tổ chức của Người Vượt Biển, thì Việt Nam có triển vọng thấp để đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trên trang thông tin chính thức của BPSOS, tiến sĩ Thắng cho biết có 29 tổ chức và 10 cá nhân đã ký thư chung do BPSOS khởi xướng, kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên minh Quốc tế Tự do Tôn giáo hay Niềm tin nêu vấn đề này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 10 năm 2022. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từng công tác tại tạp chí Cộng sản khi trả lời Đài cho Tự do từ Việt Nam hôm 30 tháng 9 nhận định. Nhà cầm quyền luôn nói là họ không vi phạm nhân quyền, nhưng mà trên thực tế thì vi phạm rất là nhiều, và tất cả những cái người mà họ quan sát ấy, với những người mà đấu tranh mà bị đàn áp thì người ta lên tiếng cho thế giới biết cái sự thực ở Việt Nam nó như thế. Thế thì khi mà thế giới biết thì họ căn cứ vào các cái tiêu chuẩn nhân quyền, họ xác định là Việt Nam vi phạm và như thế thì cái việc mà ứng cử của Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Thì đây là một cái thực tế mà chắc chắn là nó sẽ diễn ra, vì cái vi phạm là liên tục mà có hệ thống, cho nên là đối với họ họ bảo là chống phá, còn những người nói lên sự thật thì họ bảo là chúng tôi chỉ nói lên sự thật, và quốc tế họ phải căn cứ vào các cái tiêu chuẩn nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã ký kết thì người ta mới xác định được là anh có vi phạm hay không. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng khi trả lời Đài cho Tự do liên quan vấn đề này từ Hà Nội vào lúc Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 cho rằng: Chúng tôi xin được trích đọc nguyên văn. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thường xuyên chống đối nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Họ vu cáo những người đã thực hiện tự do ngôn luận là vi phạm pháp luật, phạm tội chống phá nhà nước, đã bắt người ta chịu những án tù rất nặng. Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền khóa 2014-2016 với mục đích chính là để tuyên truyền lừa bịp rằng họ thực sự tôn trọng nhân quyền, rất mong muốn đóng góp cho hoạt động vì nhân quyền. Họ đã che giấu rất kín mục đích tuyên truyền, đã lừa được nhiều người ở trong nước và trên toàn thế giới, nhẹ dạ cả tin vào những lời hoa mỹ của họ. Gần đây, sự đàn áp nhân quyền ở Việt Nam càng tăng, bị vạch mặt, bị lên án nhiều nơi. Chuyện Việt Nam lại đang vận động để gia nhập Hội đồng Nhân quyền khóa 2023-2025. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, có lẽ mục đích chính của họ lần này cũng là để tuyên truyền lừa bịp, nhưng họ vẫn che giấu mục đích đó mà phô trương những khẩu hiệu vì nhân quyền. Giáo sư Cống cho rằng, những người thực tâm đấu tranh cho nhân quyền và tiến bộ xã hội không là gì thủ đoạn của chính quyền Cộng sản.